Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của lớp ôn thi công chức của các địa phương và các bộ ngành. Xin mời các em vào lớp để cùng thầy chúng ta ôn tập các nội dung của mạng thi vị trí công chức ở tài chính kế toán của thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung trong câu hỏi của Nghị định 163 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật ngân sách nhà nước năm 2015. Mà học trước thì thầy hướng dẫn cho các em đến câu hỏi số 5 rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục từ câu hỏi số 6 các em nhé. Ở câu hỏi số 6 nội dung căn cứ vào Nghị định 163 năm 2016 của Chính phủ, anh chị hãy cho biết các quy định về một nguyên tắc phân cấp nguồn về nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương. 2 là nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới. 3 là số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới. Thì chúng ta cần dẫn dắt để trả lời câu hỏi sau. Hoạt động ngân sách của các địa phương cần thực hiện theo đúng các nguyên tắc phân cấp về nhiệm vụ chi, nhiệm vụ thu chi, cũng như các nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia và số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, tuân theo các quy định của luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành. Thì chính vì những nội dung để hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng các nội dung về phân cấp, về nhiệm vụ thu chi và nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm, thì Chính phủ đã ban hành Nghị định 163 2016 Chính phủ quy định rõ về các nội dung này như sau. Chúng ta thấy về vận mục 6.1 quy định về nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương được quy định tại điều 17 trong Nghị định 163 như sau. Thứ nhất là căn cứ vào nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương quy định tại điều 15 và điều 16 của nghị định này. Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định phân cấp cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương theo các nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất là phải phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh đối với từng lĩnh vực và đặc điểm kinh tế, địa lý, dân cư, trình độ quản lý của từng vùng, từng địa phương. Nguyên tắc thứ hai là ngân sách xã, thị trấn được phân chia nguồn thu từ các khoản có thể như là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí môn bà thu từ cá nhân, hộ kinh doanh, thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình, lệ phí trước bạ nhà đất. Nguyên tắc thứ ba đó là ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ. Ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã được chi cho nhiệm vụ ứng dụng chuyển giao công nghệ. Nguyên tắc thứ tư đó là trong phân cấp nhiệm vụ chi đối với thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thuộc trung ương phải có nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các trường phổ thông công lập các cấp, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông đô thị, vệ sinh đô thị và các công trình phúc lợi công cộng khác. Thì chúng ta thấy rất rõ đó là bốn nguyên tắc, đúng không ạ, mà hội đồng dân tỉnh sẽ quyết định phân cấp cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các địa phương. Thứ hai là thẩm quyền các căn cứ thấy rất là rõ ở đây với căn cứ vào nguồn thu của ngân sách địa phương của 100% và các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm do Quốc hội quyết định, đúng không ạ. Thì Thủ tướng Chính phủ sẽ giao hội đồng dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm đối với khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp ở địa phương đối với khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Khi phân chia cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương thì tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu không được vượt quá tỷ lệ cho Quốc hội quyết định. Thủ tướng Chính phủ giao cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thứ ba là Chính phủ sẽ giao cho Bộ Tài chính quy định cụ thể về quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Thì chúng ta thấy rất rõ ba cái nội dung trong quy định về nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương. Trong đó chúng ta cần nhớ tới bốn cái nguyên tắc trong việc mà hội đồng dân tỉnh sẽ quyết định phân cấp cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp ở địa phương, như phù hợp với phân cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, rồi ngân sách xã thị trấn được phân chia từ nguồn thu các khoản như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí môn bà từ thu cá nhân hộ kinh doanh, rồi ngân sách cấp huyện, cấp xã thì không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học nhưng lại có nhiệm vụ chi cho ứng dụng chuyển giao công nghệ. Rồi trong phân cấp nhiệm vụ chi thì đối với xã thì đối với thị xã đấy, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương thì phải có nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cho các trường phổ thông công lập các cấp, rồi điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông đô thị, vệ sinh đô thị và các công trình phúc lợi công cộng khác em nhá. Tại ý thứ hai của khoản số 6 đó là phần về quy định về nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân phân chia và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới. Thì việc phân chia các khoản thu phân chia vào các số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách dưới cần căn cứ vào các nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm cụ thể như sau. Thứ nhất là tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
được xác định nhằm bảo đảm cái nguồn thu cho ngân sách địa phương cân đối với nhu cầu chi cho nhiệm vụ được giao. Đối với tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, sau khi đã được chia lại 100% các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương mà nhiệm vụ chi theo quy định vẫn lớn hơn nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng, thì ngân sách Trung ương sẽ thực hiện bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương tương ứng với số chênh lệch thiếu ở giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi. Nên thấy nguyên tắc này rất xác định rất rõ, với tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, chúng ta nhớ được xác định nhằm bảo đảm các nguồn thu cho ngân sách địa phương cân đối với nhu cầu chi, đúng không ạ, theo nhiệm vụ được giao. Còn trường hợp chúng ta thấy với các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, sau khi đã chia lại 100% các khoản phân chia giữa ngân sách Trung ương địa phương mà nhiệm vụ chi theo quy định vẫn lớn hơn và nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng, thì ngân sách Trung ương họ sẽ thực hiện bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương tương ứng với số chênh lệch thiếu giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi. Nguyên tắc thứ hai trong việc xác định tỷ lệ phần trăm phân chia, đó là chúng ta thấy tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương được xác định nhằm đảm bảo nguồn thu cân đối với nhu cầu chi theo nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể vừa phân cấp cho các khoản thu phân chia, vừa thực hiện số bổ sung cân đối ngân sách cho các quận, huyện, thị xã, thành phố tỉnh, thành phố thuộc thành phố thuộc Trung ương. Chúng ta thấy nguyên tắc 2 thể hiện rất rõ trong việc tỷ lệ phân chia phần trăm các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương thì được xác định nhằm đảm bảo nguồn thu cân đối với nhu cầu chi theo nhiệm vụ được giao. Và chúng ta nhớ căn cứ vào thực tế địa phương thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể vừa phân cấp các khoản thu phân chia, vừa thực hiện bổ sung cân đối ngân sách cho các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đúng không ạ? Nguyên tắc thứ ba đó là tỷ lệ phần trăm phân chia đối với khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối được xác định trên cơ sở tính toán các nguồn thu nhiệm vụ chi của ngân sách từng cấp theo các tiêu chí về dân số, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng, chú ý tới vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng diện tích đất trồng lúa nước lớn, vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, vùng kinh tế trọng điểm. Chúng ta thấy nguyên tắc thứ ba thể hiện rất rõ liên quan đến chúng ta về tỷ lệ phân chia các khoản thu phân chia bổ sung cân đối được xác định trên cơ sở của sự tính toán về nguồn thu nhiệm vụ chi của ngân sách từng cấp theo các tiêu chí rất là cụ thể về dân số này, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của từng vùng, và chúng ta chú ý đến vùng sâu, vùng xa, vùng cách mạng, vùng đồng bào dân tộc số và vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, rồi vùng rừng đồng hộ đặc dụng, kinh tế trọng điểm. Nguyên tắc thứ tư thể hiện sự phân chia ở đây rất là rõ, ở đây tỷ lệ phần trăm và tỷ lệ phân chia tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu được áp dụng chung đối với tất cả khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Đối với khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương thì do Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định cụ thể, thì thấy với nguyên tắc thứ tư thể hiện rất là rõ, đó là tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu được áp dụng chung đối với tất cả khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Đối với khoản mà thu phân chia giữa cấp chính quyền địa phương thì do Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định cụ thể. Ta ý đi ý thứ ba của câu hỏi số 6, nó quy định về số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được quy định chi tiết tại điều 19 của nghị định 163 năm 2016 như sau. Thứ nhất là Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định số bổ sung từ ngân sách cấp mình cho ngân sách cấp dưới trực tiếp. Là thấy thể hiện đầu tiên về thẩm quyền trình tự rất rõ là Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh, thành phố thuộc Trung ương. Còn Ủy ban nhân dân thì trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định số bổ sung từ ngân sách cấp mình cho ngân sách cấp dưới trực tiếp. Thứ hai là quy định về bổ sung cân đối ngân sách thì nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được giao. Các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách cấp trên, cơ quan có thẩm quyền quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới so với năm đầu kỳ thời kỳ ổn định của ngân sách. Chúng ta thấy là quy định thứ hai rất là rõ về số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách dưới, đó là bổ sung cân đối ngân sách nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối về nguồn ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được giao. Thứ ba đó là bổ sung có mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới, chúng ta thấy thực hiện trong những trường hợp rất là cụ thể. Đó, thứ nhất là thực hiện các chính sách về chế độ mới do cấp trên ban hành nhưng chưa được bố trí hoặc bố trí chưa đủ trong dự toán ngân sách của năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách. Mức hỗ trợ cụ thể thì được xác định trên cơ sở nhu cầu chi, chế độ, chính sách và khả năng cân đối của ngân sách các cấp có liên quan. Thấy quy định về bổ sung mục tiêu trong ngân sách cấp dưới trong những trường hợp rất cụ thể. Trường hợp thứ nhất là thực hiện các chính sách chế độ mới do cấp trên ban hành nhưng chưa được bố trí hoặc bố trí chưa đầy đủ trong dự toán ngân sách của năm
đầu thời kỳ ổn định của ngân sách, rồi mức hỗ trợ cụ thể được xác định trên cơ sở nhu cầu của chi chế độ theo chế độ chính sách và khả năng cân đối ngân sách của các cấp có liên quan. Trường hợp thứ hai là thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án khác của cấp trên, phần giao của cấp dưới thực hiện, mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo dự toán chi được cấp có thẩm quyền được giao. Chúng ta thấy trong trường hợp hai nó sẽ bổ sung mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới là thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án khác của cấp trên, phần giao cho cấp dưới thực hiện, mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo dự toán chi được cấp có thẩm quyền giao. Trường hợp thứ ba mà chúng ta sẽ bổ sung có mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới đó là khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng sau khi ngân sách cấp dưới đã sử dụng dự phòng ngân sách và quỹ dự trữ tài chính theo quy định nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu. Chúng ta thấy trường hợp thứ ba là chúng ta bổ sung mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới là khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng sau khi ngân sách cấp dưới đã được sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính theo quy định nhưng chưa đáp ứng nhu cầu. Trường hợp thứ tư mà chúng ta bổ sung có mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới đó là hỗ trợ thực hiện một số chương trình dự án lớn đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến đời sống phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mức hỗ trợ được xác định cụ thể cho từng địa phương, cho từng chương trình dự án và tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển hàng năm của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo quy định tại điểm này tối đa ta nhớ là không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương. Chúng ta thấy cái trong trường hợp thứ tư chúng ta bổ sung một mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới đó là hỗ trợ thực hiện một số chương trình dự án lớn đặc biệt quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chúng ta nhớ về mức hỗ trợ được xác định cụ thể cho từng chương trình dự án, tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển hàng năm của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương quy định tại điểm này thì tối đa nhớ là không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương. Thế đó là ba nội dung mà chúng ta trả lời trong số 6 đúng không ạ? Về nguyên tắc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách cấp các cấp ở địa phương, công tác xác định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, rồi số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới quy định rất là cụ thể trong những trường hợp mà chúng ta quy định về số bổ sung mục tiêu ấy, của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới. Thì chúng ta phần kết luận đây, trên đây là những nội dung quy định về nguyên tắc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi cho ngân sách các cấp ở địa phương cũng như nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia, số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong những trường hợp nhất định được quy định tại nghị định 163 năm 2016 của Chính phủ. Đây là những căn cứ pháp lý rất quan trọng để các cơ quan thẩm quyền căn cứ vào đó thực hiện việc phân cấp các nguồn thu nhiệm vụ chi tuân thủ theo đúng các nguyên tắc phù hợp với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như về xác định tỷ lệ phần trăm trong những cái trường hợp cụ thể phân chia phù hợp ở các khoản thu chi giữa các ngân sách của địa phương tuân thủ theo quy định đúng không ạ của pháp luật hiện hành các em nhá. Vậy đã xong trong câu hỏi số 6. Ta đi vào câu hỏi số 7 có nội dung như sau. Anh chị hãy cho biết về thời gian hướng dẫn lập, xây dựng, tổng hợp, quyết toán và giao dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của nghị định 163 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước năm 2015. Thì chúng ta trả lời nội dung này như sau. Việc lập dự toán ngân sách nhà nước cần theo tuân thủ các quy định trình tự của pháp luật để làm rõ các nội dung quy định về thời gian hướng dẫn lập, xây dựng, tổng hợp, quyết định và giao dự toán ngân sách nhà nước thì Chính phủ đã ban hành nghị định 163 năm 2016 quy định rõ về nội dung này như sau. Thứ nhất là ta thấy quy định về thời gian thì trước ngày 15 tháng 5 năm hàng năm thì Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quy định về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm sau. Thứ hai, chúng ta nhớ về cái mốc trước ngày 1 tháng 6 hàng năm thì Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ thực hiện 3 công việc sau đây. Một là ban hành thông tư hướng dẫn về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển năm sau. Thứ hai là thông báo số kiểm tra dự toán chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm sau đến từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành, phố trực thuộc Trung ương. Công việc thứ ba mà Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ thực hiện trước ngày 1 tháng 6 hàng năm là thông báo số kiểm tra dự toán chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm sau của từng chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu đến từng bộ, cơ quan quản lý, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu. Chúng ta thấy rất là rõ cái mốc trước ngày 1 tháng 6 hàng năm thì Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ thực hiện 3 công việc như vậy, đúng không ạ? Ban hành thông tư hướng dẫn, thông báo số kiểm tra dự toán chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm sau đến từng bộ cơ quan, rồi thông báo số kiểm tra dự toán chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm sau tới từng chương trình mục tiêu quốc gia, các em nhá. Tiếp theo về mốc thời gian trước ngày 1 tháng 6 hàng năm thì ta thấy gắn với Bộ Tài chính thì thực hiện 4 công việc sau đây. Công việc thứ nhất gắn với
nhiệm vụ công việc của Bộ Tài chính trước ngày 1 tháng 5 là ban hành thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm sau. Thứ hai là thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách với tổng mức và tổng về từng khoản thu chi ngân sách cho dự trữ quốc gia, từng lĩnh vực chi ngân sách thường xuyên năm sau đến từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương. Thứ ba là công việc thông báo số kiểm tra dự toán chi ngân sách thường xuyên chi tiết theo từng lĩnh vực năm sau của từng chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu đến từng bộ cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia. Công việc thứ tư mà Bộ Tài chính thực hiện trước ngày 1 tháng 6 hàng năm là thông báo số kiểm tra dự toán tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng số chi ngân sách địa phương và một số lĩnh vực chi quan trọng đến từng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. 4 công việc của Bộ Tài chính sẽ thực hiện trước ngày 1 tháng 6 hàng năm, đó là ban hành thông tư hướng dẫn này, rồi thông báo số kiểm tra về dự toán ngân sách với tổng mức và từng khoản thu chi ngân sách dự trữ quốc gia, từng lĩnh vực chi ngân sách được thường xuyên năm sau đến từng bộ quan bộ, đúng không ạ? Rồi thứ ba là thông báo số kiểm tra dự toán chi ngân sách thường xuyên chi tiết theo từng ngành lĩnh vực năm sau của từng chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu gửi đến từng bộ cơ quan quản lý chương trình mục tiêu. Và thứ tư là thông báo số kiểm tra dự toán tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng số chi ngân sách địa phương và một số chi quan trọng đến từng tỉnh thành thuộc trung ương. Thứ tư liên quan mốc thời gian trước ngày 15 tháng 6 hàng năm thì với gắn với các cơ quan bộ, cơ quan ngang bộ rồi ủy ban nhân dân các cấp thể hiện trách nhiệm của mình. Thứ nhất là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm sau trong phạm vi được giao quản lý, thông báo về số kiểm tra dự toán thu chi ngân sách năm sau đến từng cơ quan đơn vị trực thuộc. Thứ hai là gắn trách nhiệm ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm sau ở địa phương phù hợp với yêu cầu, nội dung và thời gian lập dự toán ngân sách tỉnh, thành phố thuộc trung ương, thông báo số kiểm tra dự toán thu chi ngân sách năm sau đến từng cơ quan đơn vị trực thuộc và ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo số kiểm tra dự toán thu chi ngân sách năm sau đến từng cơ quan đơn vị trực thuộc và ủy ban nhân dân cấp xã. Thấy mốc thời gian trước ngày 15 tháng 6 hàng năm thì thẩm quyền trách nhiệm gắn với các bộ, ban bộ, cơ quan thuộc chủ, các công tác ở trung ương thì hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm sau trong phạm vi được giao và thông báo số kiểm tra dự toán thu chi năm sau đến từ cơ quan đơn vị trực thuộc, rồi gắn với trách nhiệm ủy ban cấp tỉnh, đúng không ạ, với cấp huyện thì chúng ta thấy cấp tỉnh sẽ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm sau ở địa phương phù hợp với yêu cầu và thời gian lập dự toán ngân sách cấp tỉnh, thành phố, trung ương, rồi thông báo số kiểm tra dự toán thu chi ngân sách năm sau đến từng cơ quan đơn vị trực thuộc và ủy ban cấp huyện. Rồi sau đó thấy với ủy ban cấp huyện thì sẽ thông báo cái kết quả về cái số kiểm tra dự toán thu chi ngân sách sau đến từng cơ quan đơn vị trực thuộc và ủy ban cấp xã. Thứ năm về cái thời gian trước ngày 20 tháng 7 hàng năm thì chúng ta thấy các nội dung gắn với trách nhiệm các bộ, cơ quan ngang bộ, chúng ta thấy và ủy ban nhân dân cấp tỉnh rất là rõ trong nội dung về cái quy định về thực hiện việc lập dự toán. Thì chúng ta thấy với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương lập dự toán thu chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm sau chi tiết theo từng lĩnh vực và chi tiết tới từng cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách, gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư, các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu đối với phần chi chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu. Thứ hai là gắn với trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập tổng hợp dự toán ngân sách địa phương năm sau gửi cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, phần dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu. Ta thấy với mốc thời gian trước ngày 20 tháng 7 hàng năm thì chúng ta thấy gắn trách nhiệm các bộ, ban bộ, ban thuộc chính phủ, đúng không ạ? Liên quan trách nhiệm lập dự toán thu chi ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm sau chi tiết theo từng lĩnh vực, chi tiết từng cơ quan đơn vị để sử dụng ngân sách gửi về Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, đúng không ạ? Rồi các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu. Thứ hai là gắn với ủy ban nhân cấp tỉnh sẽ lập tổng hợp dự toán ngân sách địa phương năm sau gửi cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia. Thứ sáu là mốc mốc thời gian nó thấy trước ngày 15 tháng 8 hàng năm, các bộ, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu chủ trì lập dự toán và phương án phân bổ năm sau của chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư. Ta thấy là cái mốc thời gian thứ sáu đây là trước ngày 15 tháng 8 hàng năm thì các bộ, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu chủ trì lập dự toán chi và phương án phân bổ ở năm sau của chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư. Thứ bảy là mốc thời gian là trước ngày 31 tháng 8 hàng năm thì Bộ Kế hoạch Đầu tư gửi phương án phân bổ chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương năm sau tới Bộ Tài chính để tổng hợp. Đã thấy là mốc thời gian thứ bảy là gắn với trách nhiệm của Bộ Kế hoạch Đầu tư gửi phương án tới Bộ Tài chính. Đã thấy trước ngày 31 tháng 8 hàng năm, Bộ Kế hoạch Đầu tư gửi phương án phân bổ
chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương năm sau tới Bộ Tài chính để tổng hợp. Thứ 8 là Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp và lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm sau báo cáo với Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước ngày 20 tháng 9 theo quy định tại khoản 2 điều 14 của Luật Ngân sách nhà nước. Thấy cái thời gian thứ 8 ở đây gắn với lập dự toán, Bộ Tài chính sẽ chủ trì tổng hợp lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm sau báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước ngày 20 tháng 9 theo quy định của khoản 2 điều 14 của Luật Ngân sách nhà nước 2015. Thứ 9 là trên cơ sở mà ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tài chính chủ trì hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hiện hành, dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo phân bổ ngân sách trung ương năm sau trình Chính phủ để gửi tới đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội cuối năm. Người ta thấy cái mốc thời gian thứ 9 ở đây là trên cơ sở thẩm định, kiểm tra của các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ chủ trì hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hiện hành, dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo phân bổ ngân sách trung ương năm sau trình Chính phủ để gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội cuối năm. Ở mốc thời gian thứ 10, ta thấy là sau khi mà Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu chi ngân sách năm sau cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và từng tỉnh thành thuộc trung ương, thuộc thành phố trung ương trước ngày 20 tháng 1 năm trước các em nhá. Thì đang thấy mốc thứ 10 là sau khi Quốc hội mà quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu chi ngân sách năm sau cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và từng tỉnh thành trực thuộc trung ương trước ngày 20 tháng 11 năm trước. Ở mốc thời gian thứ 11, Hội đồng dân cấp tỉnh sẽ quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau trước ngày 10 tháng 12. Hội đồng dân cấp dưới thì quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách năm sau của cấp mình chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày hội đồng dân cấp trên trực tiếp quyết định dự toán và phân bổ ngân sách. Như ta thấy rất rõ ở mốc thời gian thứ 11 đây là gắn trách nhiệm của hội đồng cấp tỉnh sẽ quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau trước ngày 10 tháng 12. Hội đồng dân cấp dưới thì quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách năm sau của cấp mình thì chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày hội đồng dân cấp trên trực tiếp quyết định dự toán và phân bổ ngân sách. Mốc thời gian thứ 12 đó là thời gian ta thấy là chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày hội đồng dân quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban dân cung cấp giao dự toán thu chi ngân sách năm sau cho từng cơ quan đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới, đồng thời báo cáo Ủy ban dân và cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp. Ủy ban dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về dự toán ngân sách đã được hội đồng dân cấp tỉnh quyết định. Đó là mốc thời gian thứ hai trong việc lập dự toán ở đây, chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày hội đồng dân quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban dân cung cấp giao dự toán thu chi ngân sách năm sau cho từng cơ quan đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới, đồng thời báo cáo Ủy ban dân và cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp. Ủy ban dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về dự toán ngân sách đã được hội đồng dân cấp tỉnh quyết định. Mốc thời gian thứ 13 trong việc lập dự toán đó là trước ngày 31 tháng 12, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương phải hoàn thành việc giao dự toán ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới trừ trường hợp quy định tại điều 27 của nghị định này. Nó thấy rất rõ trong cái mốc thời gian thứ 13 là trước ngày 31 tháng 12, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương thì phải hoàn thành việc giao dự toán ngân sách cho từng cơ quan đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới, là chỉ trường hợp các nội dung quy định trong điều 27 của nghị này. Thì điều 27 của này quy định rất là rõ về cái nội dung liên quan lập dự toán ngân sách nhà nước các em nhá. Đó thì liên quan nội dung các phương án phân bổ ngân sách của trung ương và ngân sách địa phương đấy, thấy rất rõ. Thì trừ trường hợp đó thôi, thấy cái nội dung nằm trong câu hỏi số 6 vừa hỏi câu 7 vừa rồi các em chúng ta trả lời liên quan đến thời gian lập, xây dựng, tổng hợp, quyết định và giao dự toán ngân sách nhà nước. Chúng ta thấy kết bài đây, trên đây nội dung quy định về thời gian hướng dẫn lập, xây dựng và tổng hợp, quyết định và giao dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của nghị định số 163 năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Đây là căn cứ pháp lý rất quan trọng để xác lập các mốc thời gian cụ thể dành cho các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan thực hiện việc lập, xây dựng, tổng hợp, cơ quan có thẩm quyền quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước cho các cơ quan cấp dưới thực hiện các nội dung, các mốc thời gian. Các cơ quan cấp trên thì thẩm định các nội dung thực hiện trong các dự toán này, đúng không? Đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục, thời gian
theo hướng dẫn của luật ngân sách nước, các quy định khác có liên quan đến thời gian lập và quyết toán lập trình xây dựng tổng hợp quyết định dự thảo toán ngân sách nước theo quy định pháp luật, các em nhá. Xong trong câu hỏi số 7. Ta đi vào câu hỏi số 8. Anh chị hãy cho biết nội dung về trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước theo nghị định 163 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước 2015, liên hệ thực tế về nội dung này. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây các nội dung trong cái phần quy định thì chúng ta cần trả lời rõ, làm rõ các vấn đề như sau. Các đơn vị, cơ quan đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách nhà nước, các phương án phân bổ ngân sách dự toán thực hiện theo các quy định hướng dẫn của luật ngân sách và văn bản hướng dẫn thi hành, cần tuân thủ theo các quy trình thủ tục, đúng không ạ? Phê duyệt, xét duyệt của các cơ quan thẩm quyền và phải chịu trách nhiệm các nội dung trong việc lập các dự toán của mình. Thì để làm rõ các cái trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách hay là phương án phân bổ ngân sách dự toán, thì Chính phủ đã ban hành nghị định 163 năm 2016 của Chính phủ, trong đó quy định rõ các trách nhiệm của các cơ quan này, các cơ quan đơn vị này như sau. Trách nhiệm thứ nhất là thấy gắn với ủy ban nhân dân các cấp, đúng không ạ? Rồi các thứ hai là các cơ quan tài chính các cấp, đúng không ạ? Các cái trách nhiệm. Rồi thứ ba là các cơ quan kế hoạch đầu tư các cấp. Rồi thứ tư là các cơ quan nước trung ương và địa phương. Đấy, chịu trách nhiệm rất là rõ. Cho thấy bốn cơ quan trong việc trách nhiệm con đơn vị lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách. Thứ nhất là gắn với ủy ban nhân dân các cấp thì có những trách nhiệm sau đây trong việc lập dự toán, phương án phân bổ ngân sách dự toán. Đó là hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các cái đơn vị trực thuộc chính quyền cấp dưới hướng dẫn lập dự toán thu chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý, phối hợp và chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan ở địa phương lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước, dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn theo chế độ quy định. Trách nhiệm thứ hai của ủy ban nhân dân các cấp đó là lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách địa phương, báo cáo với thường trực hội đồng dân xem xét trước khi báo cáo với cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Trách nhiệm thứ ba của ủy ban nhân dân các cấp đó là căn cứ vào dự toán thu chi ngân sách được cấp trên giao, trình hội đồng dân cung cấp quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tài chính, cơ quan khai đầu tư cấp trên trực tiếp dự toán ngân sách địa phương và kết quả phân bổ dự toán ngân sách cấp mình đã được hội đồng dân quyết định, người dân cung cấp quyết định, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy trách nhiệm thứ tư của hội đồng dân và của ủy ban nhân các cấp ấy, đó là căn cứ vào nghị quyết hội đồng dân cung cấp thì giao dự toán thu chi ngân sách cho từng cơ quan đơn vị trực thuộc, dự toán thu chi và mức bổ sung ngân sách cho cấp dưới. Trách nhiệm thứ năm của ủy ban các cấp đó là lập phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách cấp mình, trình hội đồng dân cung cấp quyết định theo yêu cầu của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên, trong trường hợp nghị quyết của hội đồng dân cung cấp không phù hợp với dự toán thu chi ngân sách cấp trên được giao. Trách nhiệm thứ sáu của ủy ban nhân các cấp là yêu cầu hội đồng dân cấp dưới điều chỉnh lại dự toán ngân sách trong trường hợp cần thiết. Thì thấy là sáu trách nhiệm rất rõ gắn với ủy ban nhân các cấp trong cái việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách. Thì chúng ta thấy đầu tiên là gắn đến từ hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chính quyền cấp dưới để lập dự toán thu chi ngân sách trên phạm vi quản lý. Rồi lập thứ hai là lập dự toán thu ngân sách trên địa bàn, toán thu chi ngân sách ở địa phương, rồi báo cáo thường trực hội đồng dân. Thứ ba là căn cứ vào dự toán thu chi được cấp trên giao thì trình hội đồng dân cung cấp quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách của cấp mình. Thứ tư là căn cứ hội đồng dân cung cấp thì giao dự toán thu chi ngân sách cho từng cơ quan đơn vị trực thuộc, dự toán thu chi và mức bổ sung ngân sách cho cấp dưới. Rồi chúng ta thấy trách nhiệm thứ năm của ủy ban các cấp là lập phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách cấp mình, trình hội đồng dân cung cấp quyết định theo yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Và thứ sáu là yêu cầu hội đồng dân cấp dưới sẽ điều chỉnh lại dự toán ngân sách trong trường hợp cần thiết. Đấy là sáu trách nhiệm của ủy ban các cấp. Thứ hai là gắn với các cơ quan tài chính các cấp trong việc chịu trách nhiệm trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách như sau. Thứ nhất là gắn với các cơ quan tài chính các cấp phải có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan kế hoạch và đầu tư tổ chức thảo luận về các dự toán ngân sách hàng năm với các cơ quan đơn vị cung cấp. Đối với năm đầu kỳ thời kỳ ổn định ngân sách thì cơ quan tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan kế hoạch đầu tư, cơ quan thuế, các cơ quan liên quan tổ chức thảo luận với ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp để xác định về dự toán thu chi ngân sách, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp trên và ngân sách cấp dưới, số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới đối với các năm tiếp theo. Trong thời kỳ ổn định ngân sách, các cơ quan tài chính cấp trên tổ chức thảo luận với ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp
khi ủy ban nhân dân cấp dưới đề nghị, đúng không? Ta thấy rất là rõ gắn trách nhiệm đầu tiên của cơ quan tài chính các cấp là chủ trì phối hợp với cơ quan đầu tư để tổ chức thảo luận về dự toán ngân sách hàng năm với các cơ quan đơn vị cùng cấp, đúng không ạ? Và trong quá trình thảo luận dự toán ngân sách thì phương án phân bổ ngân sách, cơ quan tài chính có quyền yêu cầu bố trí lại những cái khoản thu chi trong dự toán chưa đúng quy định của pháp luật, chưa đúng chế độ tiêu chuẩn, chưa hợp lý, chưa tiết kiệm, chưa phù hợp với khả năng ngân sách và định hướng phát triển kinh tế xã hội. Trường hợp còn có ý khác nhau giữa cơ quan tài chính với các cơ quan đơn vị cung cấp và ủy ban nhân dân cấp dưới thì cơ quan tài chính ở địa phương báo cáo với ủy ban nhân dân cung cấp quyết định, còn bộ tài chính sẽ báo thủ tướng chính phủ quyết định. Thì thấy rất là rõ trong trường hợp này, đúng không ạ? Trong cái này thì ta thấy là trách nhiệm của cơ quan tài chính thể hiện rất rõ trong cái việc mà trong quá trình thảo luận dự toán ngân sách, đúng không? Thì các cơ quan tài chính có quyền yêu cầu bố trí lại những cái khoản thu chi trong dự toán nó chưa đúng quy định pháp luật, chưa đúng chế độ tiêu chuẩn, chưa hợp lý, chưa tiết kiệm, chưa phù hợp với khả năng ngân sách và định hướng phát triển kinh tế xã hội, đúng không ạ? Còn trường hợp mà có ý kiến khác nhau giữa cơ quan tài chính và cơ quan đơn vị cung cấp hoặc là ủy ban cấp dưới thì cơ quan tài chính địa phương báo cáo ủy ban nhân cung cấp quyết định. Thế còn ở trung ương thì chúng ta thấy rồi, bộ tài chính sẽ báo cáo với thủ tướng chính phủ quyết định. Trách nhiệm thứ hai gắn với trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách như sau. Đó là cơ quan tài chính sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan kế hoạch đầu tư và các cơ quan liên quan cung cấp trong việc tổng hợp lập dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách theo từng lĩnh vực của ngân sách cấp mình. Trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên phải tổng hợp lập dự toán chi cụ thể các lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề, khoa học và công nghệ ở địa phương và trong phạm vi cả nước. Thấy là cái trách nhiệm thứ hai là cơ quan tài chính cấp là chủ trì phối hợp với cơ quan đầu tư, cơ quan liên quan cung cấp trong việc tổng hợp lập dự toán ngân sách địa phương, phân bổ dự toán ngân sách theo từng lĩnh vực của ngân sách cấp mình. Trách nhiệm thứ ba của cơ quan tài chính các cấp đó là chủ trì phối hợp với cơ quan khai đầu tư và với cơ quan liên quan cung cấp trong việc tổng hợp lập dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách của cấp mình. Trách nhiệm thứ tư của cơ quan tài chính cấp là phối hợp với các cơ quan khai đầu tư cung cấp trong việc lập dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp mình. Trách nhiệm thứ năm là gắn với trách nhiệm của bộ tài chính trong việc thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu đối với phần chi thường xuyên do các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và tổng hợp dự toán, phương án phân bổ chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu do bộ kế hoạch đầu tư gửi trình chính phủ. Thấy là gắn với cơ quan tài chính cấp cụ thể ở trung ương đây chính là bộ tài chính thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu đối với phần chi thường xuyên do cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu lập và tổng hợp dự toán. Trách nhiệm thứ sáu của cơ quan tài chính cấp đó là chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để đề xuất các chương trình cân đối ngân sách và các biện pháp nhằm thực hiện chính sách tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách. Trách nhiệm thứ bảy gắn với cơ quan tài chính cấp cụ thể đây là bộ tài chính trung ương sẽ kiểm tra nghị quyết về dự toán ngân sách của hội đồng dân cấp tỉnh, có ý kiến đề nghị điều chỉnh lại dự toán ngân sách trong trường hợp cần thiết. Cơ quan tài chính các cấp ở địa phương kiểm tra nghị quyết về dự toán ngân sách của hội đồng dân cấp dưới để đề xuất ý kiến trình ủy ban dân cung cấp yêu cầu hội đồng nhân dân cấp dưới điều chỉnh lại dự toán ngân sách trong trường hợp cần thiết. Chúng ta thấy rất rõ 7 trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp các em nhá. Ta đi tiếp với trách nhiệm thứ ba của cơ quan kế hoạch đầu tư các cấp thì có 3 trách nhiệm sau đây. Trách nhiệm thứ nhất là bộ kế hoạch đầu tư trình chính phủ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước và các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, trong đó thì có cân đối về tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư phát triển làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán ngân sách. Trách nhiệm thứ hai của cơ quan kế hoạch đầu tư các cấp đó là cơ quan kế hoạch đầu tư phối hợp với cơ quan tài chính cung cấp trong việc tổng hợp lập dự toán ngân sách cấp mình, chủ trì phối hợp với các cơ quan tài chính cung cấp lập dự toán chi đầu tư phát triển, lập phương án phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản gửi cơ quan tài chính cung cấp để tổng hợp lập dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách. Trách nhiệm thứ ba của cơ quan đầu tư các cấp, trong đó trách nhiệm thể hiện của bộ kế hoạch đầu tư, đúng không? Là cơ quan chịu trách nhiệm chính phủ về quản lý hoạt động đầu tư ấy, thì chúng ta thấy là đầu tư sẽ nhận thẩm định dự toán và phương án phân bổ chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu đối với các phần chi đầu tư xây dựng cơ bản do các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu lập tổng hợp dự toán và phương án phân bổ chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu gửi Bộ Tài chính. Đó là 3 trách nhiệm của cơ quan tài các đầu tư các cấp trong việc lập dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước rất là rõ ở đây. Thì chúng ta thấy trách nhiệm của các cơ quan kế hoạch đầu tư
các cấp đúng không? Tôi thấy gắn với trách nhiệm của bộ kế hoạch đầu tư, các cơ quan đầu tư sẽ phối hợp với cơ quan tài chính trong việc tổng hợp lập dự toán ngân sách công mình, chủ trì với cơ quan tài chính cung cấp để lập dự toán chi đầu tư phát triển, lập phương án phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản gửi cơ quan tài chính cung cấp để tổng hợp lập dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ. Bộ tài chính cũng là bộ kế hoạch đầu tư cũng là cơ quan thẩm định dự toán phương án phân bổ chi chương trình mục tiêu quốc gia đúng không? Trên đó ta thấy vấn trách nhiệm của bộ kế hoạch đầu tư là trình chính phủ về phát triển kinh tế xã hội của cả nước và các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân. Còn là ba trách nhiệm của cơ quan đầu tư các cấp. Thứ tư là gắn với trách nhiệm mà của cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương trong việc lập dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách, thì ta thấy thể hiện rõ ba trách nhiệm. Một là các bộ cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương phối hợp bộ tài chính trong việc xây dựng chế độ tiêu chuẩn định mức chi ngân sách nhà nước thuộc ngành lĩnh vực ngân sách. Trách nhiệm thứ hai là cơ quan nước ở trung ương và địa phương tổ chức lập dự toán thu chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý của cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch đầu tư cung cấp lập dự toán chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch đầu tư và các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu phối hợp với cơ quan tài chính cung cấp lập và phân bổ dự toán ngân sách theo lĩnh vực của ngân sách công mình. Nhận thấy rất rõ ở đây với trách nhiệm của cơ quan nước ở trung ương và địa phương trong việc lập dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách ấy, thì các bộ quan bộ, quan thuộc chính phủ, quan khả trung ương đã thấy rồi để phối hợp với bộ tài chính việc xây dựng chế độ tiêu chuẩn định mức đúng không ạ, về ngân sách rồi các cơ quan trung ương và địa phương tổ chức lập dự toán thu chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch đầu tư cung cấp và lập dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch đầu tư và cơ quan quản lý chương trình. Trách nhiệm thứ ba gắn với cơ quan nước ở trung ương và địa phương đó là cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch đầu tư lập dự toán và phương án phân bổ chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu do các đơn vị địa phương gửi cơ quan tài chính, cơ quan đầu tư cung cấp để tổng hợp và dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách trình cấp có thẩm quyền quyết định. Với trường hợp mà còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu với ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư thì cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu báo cáo Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định. Thì đây là gắn trách nhiệm thứ ba của cơ quan nhà nước ở trung ương trong việc lập dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách, thì các cơ quan quản lý này, các quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan đầu tư và phương thì chúng ta thấy trong việc lập dự toán và phương án phân bổ chi chương trình mục tiêu quốc gia cho các đơn vị địa phương gửi cơ quan tài chính, cơ quan đầu tư để cùng tổng hợp dự toán ngân sách địa phương, phân bổ dự toán ngân sách trình cấp thẩm quyền quyết định. Thì thấy rất là rõ bằng các trách nhiệm của bốn chủ thể gắn ở đây trong việc lập dự toán và phương án phân bổ ngân sách nhà nước, từ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, của cơ quan tài chính các cấp, của cơ quan kế hoạch đầu tư các cấp và cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Thì trong câu hỏi số 8 này chúng ta có phần liên hệ thực tế về trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong việc lập dự toán, thì cụ thể ở đây sẽ gắn chúng ta ở địa phương thì chúng ta gắn với trách nhiệm của Ủy ban các cấp ở đây. Chúng ta đánh giá trong thời gian vừa qua thành phố Hồ Chí Minh đã làm rất tốt những cái nội dung này trong việc thực hiện trách nhiệm của mình đúng không ạ, với thực hiện xây dựng lập dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách của địa phương. Thì chúng ta thấy Ủy ban nhân dân các cấp ở đây đã thực hiện các công việc hướng dẫn tổ chức chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chính quyền cấp dưới lập dự toán thu chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý, và cũng phối hợp chỉ đạo với các quan thuế hải quan ở địa phương lập dự toán thu ngân sách dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn theo chương định. Rồi Ủy ban các cấp ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lập dự toán thu chi ngân sách ở trên địa bàn, các dự toán thu chi ngân sách địa phương cũng đã báo cáo với thường trực hội đồng dân xem xét trước khi báo cáo cơ quan chính cấp trên. Rồi căn cứ vào nhiệm vụ thu chi ngân sách cấp trên giao thì chúng ta thấy Ủy ban nhân dân các cấp ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra trình hội đồng dân cung cấp quyết định các dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách công mình báo cáo với cơ quan nhà nước, cơ quan tài chính và cơ quan đầu tư. Rồi căn cứ vào nghị quyết của hội đồng dân cung cấp thì các cơ quan Ủy ban nhân các cấp ở địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh ấy, cũng đã thực hiện việc giao thu chi ngân sách đúng không ạ, cho từng cơ quan đơn vị dự toán thu chi do ngân sách cấp dưới của các quận huyện Thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ, phù hợp. Rồi cũng đã lập Ủy ban nhân các cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lập rất là cụ thể các điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán phù hợp, trình hội đồng dân quyết định những vấn đề liên quan và xin ý kiến của hội đồng dân các cấp trong việc lập trình dự toán phân bổ ngân sách là phù hợp với các nội dung thu chi, các khoản chi phù hợp và các cái khoản mà tôi thấy cho phục vụ rất là tổng hợp cho khoản thu chi theo cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ, chi viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính,
và dự phòng ngân sách. Chúng ta thấy là trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân các cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện rất tốt theo các nội dung về việc lập dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách của địa phương theo đúng quy định hướng dẫn của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định 163 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều của Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện họ lập đầy đủ các khoản thu chi theo đúng mẫu này, rồi thời hạn theo các cơ quan còn quy định rất là rõ ở đây các nội dung em nhé, bám sát thì chúng ta thấy là cơ quan Hồ Chí Minh, các cơ quan ủy ban nhân dân các cấp ấy ở Hồ Chí Minh đã thực hiện rất tốt những cái nội dung này, đúng không ạ? Vậy là xong trong câu hỏi số 8 các em nhé, nội dung cả phần lý thuyết và phần thực tế. Ta đi vào câu hỏi số 9, anh chị hãy cho biết các nội dung về tổ chức điều hành ngân sách nhà nước theo Nghị định 163 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của ngân sách nhà nước. Thì chúng ta trả lời câu hỏi như sau. Hoạt động ngân sách nhà nước cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trong hoạt động quản lý điều hành ngân sách nhà nước cho phù hợp, cân đối các khoản thu chi theo đúng quy định của pháp luật. Thì để quy định rõ về cái công tác điều hành ngân sách nhà nước thì theo quy định thì Chính phủ đã ban hành Nghị định 163 năm 2016, trong đó quy định các nội dung về tổ chức điều hành ngân sách nhà nước cụ thể như sau. Thì chúng ta thấy rất là rõ trong phần nội dung. Thứ nhất đó là các cơ quan tài chính thì có trách nhiệm báo cáo nguồn, đảm bảo về nguồn để thanh toán kịp thời các khoản chi theo dự toán. Với trường hợp mà quỹ ngân sách thiếu hụt tạm thời thì sẽ được xử lý sau. Thứ nhất là với trường hợp mà xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách trung ương thì Bộ Tài chính sẽ tạm ứng quỹ dự trữ tài chính của trung ương và các nguồn tài chính hợp pháp khác, bao gồm cả phát hành tín phiếu kho bạc nhà nước và phải hoàn trả trong năm ngân sách. Với trường hợp sau khi tạm ứng quỹ dự trữ tài chính của trung ương và các nguồn tài chính hợp pháp khác, bao gồm cả việc phát hành tín phiếu kho bạc nhà nước mà vẫn còn thiếu nguồn, thì Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm ứng từ ngân sách nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 1 điều 58 của Luật Ngân sách Nhà nước. Thì chúng ta thấy rất rõ ở đây trong việc tổ chức điều hành ngân sách nhà nước cho phù hợp các khoản thu chi của ngân sách nhà nước để tránh đảm bảo các xử lý các cái nguồn thiếu hụt của quỹ ngân sách trung ương. Thì chúng ta thấy Bộ Tài chính sẽ tạm ứng quỹ dự trữ tài chính của trung ương và các nguồn tài chính hợp pháp khác, bao gồm cả phát hành tín phiếu kho bạc và hoàn cái này phải hoàn trả trong năm ngân sách. Còn trường hợp mà chúng ta sau khi đã tạm ứng quỹ dự trữ tài chính của trung ương rồi, các nguồn tài chính hợp pháp khác rồi, đúng không, bao gồm cả việc phát hành tín phiếu kho bạc rồi mà vẫn còn thiếu nguồn, chúng ta thấy Bộ Tài chính sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý tạm ứng từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của khoản 1 điều 58 của Luật Ngân sách năm 2015. Thứ hai, trong trường hợp mà chúng ta thấy với xử lý thiếu hụt tạm thời của quỹ ngân sách cấp tỉnh, đúng không? Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định tạm ứng quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác và phải hoàn trả trong năm ngân sách. Trường hợp sau khi tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác mà vẫn còn thiếu nguồn, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ báo cáo với Bộ Tài chính để tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính của trung ương hoặc tạm ứng ngân sách trung ương và phải hoàn trả cho năm ngân sách. Thì ta thấy phần quy định thiếu hụt tạm thời của quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh ấy, thì chúng ta thấy là Ủy ban cấp tỉnh sẽ quyết định tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác và phải hoàn trả cho năm ngân sách. Còn trường hợp sau khi đã tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác mà vẫn còn thiếu nguồn, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ báo cáo Bộ Tài chính để tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính của trung ương hoặc tạm ứng ngân sách trung ương và phải hoàn trả cho năm ngân sách. Thứ ba, việc quy định về xử lý thiếu hụt tạm thời của quỹ ngân sách cấp huyện, thì trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh các nguồn tài chính hợp pháp khác hoặc tạm ứng ngân sách cấp tỉnh và thực hiện như ở đây hoàn trả cho năm ngân sách. Thì quy định về việc xử lý thiếu hụt tạm thời ngân sách cấp huyện đấy, tức ở đây trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ đề nghị quyết định tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh các nguồn tài chính hợp pháp khác hoặc là tạm ứng ngân sách cấp tỉnh và thực hiện hoàn trả cho năm ngân sách. Thứ tư, về xử lý thu hụt tạm thời của quỹ ngân sách cấp xã, thì trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân cấp xã, Ủy ban nhân cấp huyện quyết định tạm thời liên quan về phần quyết định về tạm ứng từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã và hoàn trả cho năm ngân sách. Với trường hợp mà ngân sách cấp huyện không đáp ứng được thì Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ đề nghị Ủy ban nhân cấp tỉnh quyết định tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh hoặc tạm ứng ngân sách cấp trên và phải hoàn trả cho năm ngân sách.
thì các em thấy chung ở đây đúng không? Bốn nội dung về phần xử lý quỹ dự trữ liên quan tạm thời quỹ ngân sách của cấp trung ương hay là cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều có chung ở đây, đều có phần quy định là chúng ta thấy là phải hoàn trả trong năm ngân sách. Tuy nhiên trong trường hợp mới ở trung ương ấy, thì chúng ta thấy là trong trường hợp mà vẫn thiếu nguồn, ta thấy thì chúng ta thấy là Bộ Tài chính sẽ báo cáo với Thủ tướng quyết định tạm ứng từ ngân sách ngân hàng nhà nước hoặc là liên quan với cấp tỉnh. Thì trong trường hợp mà về chúng ta đã huy động tạm ứng rồi nhưng vẫn thiếu nguồn thì ban cấp tỉnh sẽ báo cáo Tài chính để tạm ứng quỹ tài chính của trung ương hoặc tạm ứng ngân sách trung ương hoàn mà chung đây những điều kiện đều hoàn trả trong năm ngân sách. Rồi phần số thiếu hụt ngân sách cấp huyện, chúng ta thấy là trên cơ sở đề nghị của ban cấp huyện thì ban cấp tỉnh sẽ quyết định tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh ở nguồn tài chính hợp pháp khác hoặc là tạm ứng ngân sách cấp tỉnh và thực hiện hoàn trả trong năm. Với xử lý thiếu hụt tạm thời ngân sách cấp xã thì ta thấy với trên cơ sở đề nghị của ban cấp xã, ban cấp huyện sẽ quyết định tạm ứng ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã và hoàn trả trong năm ngân sách. Còn trường hợp ngân sách cấp huyện không đáp ứng được, ban cấp huyện sẽ đề nghị lên cấp cao hơn, đó là ủy ban cấp tỉnh tạm ứng quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh hoặc tạm ứng ngân sách cấp trên và phải hoàn trả trong năm ngân sách. Đó là bốn nội dung rất rõ về phần quy định về xử lý các thiếu hụt các quỹ ngân sách từ trung ương của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, các em nhá, gắn trách nhiệm cơ quan tài chính sẽ bảo đảm nguồn để thanh toán kịp thời các khoản chi dự toán. Thứ hai là trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước thì trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán được Quốc hội, Hội đồng dân quyết định thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm một số khoản chi và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Ủy ban nhân dân trình Thường trực Hội đồng dân cung cấp quyết định điều chỉnh giảm một số khoản chi và báo cáo Hội đồng dân tại kỳ họp gần nhất theo quy định tại điểm A khoản 2 và điểm A khoản 3 điều 52 của Luật Ngân sách Nhà nước. Chúng ta thấy trong vòng quy định 2 về trong việc tổ chức điều hành ngân sách nhà nước ở đây, đó là trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước, trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán được Quốc hội, Hội đồng dân quyết định thì Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm một số khoản chi và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp nhất. Còn ở địa phương thì chúng ta thấy Ủy ban nhân dân sẽ trình Thường trực Hội đồng dân cung cấp quyết định điều chỉnh giảm một số khoản chi và báo cáo với Hội đồng dân tại kỳ họp gần nhất theo quy định tại điểm A khoản 2, điểm A khoản 3, điều 52 của Luật Ngân sách Nhà nước. Thứ ba là việc điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách thì được thực hiện theo quy định tại điều 53 của Luật Ngân sách Nhà nước. Thứ tư, với trường hợp chi đầu tư cho các chương trình dự án sử dụng vốn vay ODA đấy và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ chưa được dự toán hoặc vượt so với dự toán được giao thì Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi thực hiện và báo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Thì ta thấy trong quy định thứ tư về tổ chức điều hành ngân sách nhà nước thì trong trường hợp mà chi đầu tư các chương trình dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ chưa được dự toán hoặc vượt so với dự toán được giao thì Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi thực hiện và báo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Quy định thứ năm về tổ chức điều hành ngân sách nhà nước đó là việc sử dụng quỹ dự trữ tài chính để đáp ứng các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại điểm B khoản 2, điều 11 của Luật Ngân sách Nhà nước và điều 8 của nghị định này. Quy định thứ sáu về tổ chức điều hành ngân sách nhà nước, chúng ta thấy về quy định khi mà kết thúc năm ngân sách, trường hợp có sự tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách thì Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan tài chính địa phương thì trình Ủy ban nhân dân để báo cáo Thường trực Hội đồng dân cung cấp quyết định số bổ sung dự toán, số tăng thu ngân sách. Phần ta thấy với việc phân bổ sử dụng số tăng thu tiết kiệm chi ngân sách theo quy định tại khoản 2 điều 59 của Luật Ngân sách Nhà nước. Chúng ta thấy trong quy định 6 khi mà chúng ta kết thúc năm ngân sách và trường hợp có sự tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách thì Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trung ương. Còn địa phương thì chúng thấy là cơ quan tài chính địa phương sẽ trình Ủy ban nhân dân để báo cáo với Thường trực Hội đồng dân cung cấp quyết định số bổ sung dự toán, số tăng thu ngân sách, phân bổ sử dụng tăng thu, số tiết kiệm chi ngân sách theo quy định tại khoản 2 điều 59 của Luật Ngân sách Nhà nước. Quy định thứ 7 về tổ chức điều hành ngân sách nhà nước là việc thưởng vượt dự toán các khoản phân chia giữa ngân sách trung ương cho các địa phương được thực hiện theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 59 của Luật Ngân sách Nhà nước và trên cơ sở đảm bảo hai nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất đó là tổng thu ngân sách trung ương tăng so với dự toán Quốc hội quy định. Nguyên tắc thứ hai là tỷ lệ thưởng thì không quá 30% số tăng thu phần ngân sách trung ương được hưởng nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước. Căn cứ xét thưởng cho từng địa phương là tổng các khoản thu phân chia trên địa bàn từng địa phương, không tính riêng từng doanh thu. Thấy trong cái nội dung thứ 7 về tổ chức điều hành ngân sách nhà nước, thấy việc thưởng dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các quy định tại điểm A khoản 4 điều 59 của Luật Ngân sách Nhà nước và đảm bảo hai nguyên tắc. Một là tổng thu ngân sách trung ương tăng so với dự toán Quốc hội quy định, và thứ hai là tỷ lệ
thưởng thì chúng ta không vượt quá 30% số tăng thu phần ngân sách trung ương được hưởng, nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước, đúng không ạ? Quy định thứ 8 là điều hành ngân sách nhà nước là căn cứ vào mức thưởng do Ban Thường vụ Quốc hội quyết định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định sử dụng số thưởng vượt thu được hưởng để đầu tư xây dựng các chương trình dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, thưởng cho ngân sách cấp dưới. Đã thấy trong quy định thứ 8 về tổ chức điều hành ngân sách nhà nước thì thấy căn cứ vào mức thưởng do Ủy ban Thường vụ quyết định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo với Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định sử dụng số thưởng vượt thu được hưởng để đầu tư xây dựng các chương trình dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, thưởng cho ngân sách cấp dưới. Thì chúng ta thấy rất rõ ở đây, ta thấy có 8 nội dung về quy định về tổ chức điều hành ngân sách nhà nước em nhá, được quy định tại điều 36 của nghị định 163 năm 2006 của Chính phủ, quy định hướng dẫn chi tiết một số điều ngân sách nhà nước. Chúng ta thấy kết bài ở đây, trên đây là những nội dung quy định về tổ chức điều hành ngân sách nhà nước được quy định tại tại nghị định 163 năm 2006 của Chính phủ, quy định hướng dẫn một số điều của ngân sách nhà nước. Thì đây những căn cứ pháp lý rất quan trọng để cho các cơ quan thẩm quyền, biện là trong các cơ quan, đặc biệt là đối với cơ quan tài chính, sẽ có trách nhiệm trong việc lên những cái phương án xử lý các trường hợp liên quan về ngân sách nhà nước của cấp trung ương cũng như cấp địa phương, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy liên quan đến việc quản lý ngân sách nhà nước, điều hành rất là rõ, đảm bảo trong những trường hợp cần thiết, đúng không ạ? Và trình các cơ quan thẩm quyền cấp trên điều chỉnh tăng hoặc giảm những nội dung trong các khoản thu chi của các khoản ngân sách, đúng không ạ? Và sử dụng hiệu quả các khoản ngân sách nhà nước theo đúng thẩm quyền, đúng không ạ? Và tuân thủ theo các nguyên tắc, đúng không ạ? Được quy định trong luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành. Vậy là xong trong câu hỏi số 9 các em nhá. Ta đi vào câu hỏi số 10 với nội dung như sau. Anh chị hãy trình bày về các nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện và thẩm quyền quyết định ứng trước dự toán năm sau theo quy định của nghị định 163 năm 2016 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước. Thì chúng ta sẽ trả lời với câu hỏi số 10 này như sau. Thì việc ứng trước dự toán năm sau cần được tuân thủ theo các quy định hướng dẫn của luật ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành. Để cụ thể hóa các nội dung này thì Chính phủ đã ban hành nghị định 163 năm 2016 của Chính phủ, trong đó xác định rõ về các nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện, thẩm quyền quyết định ứng trước dự toán năm sau với các nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, về nguyên tắc ứng trước dự toán năm sau thì chúng ta thấy có hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là khi phân bổ dự toán năm sau, cơ quan có thẩm quyền giao dự toán phải bố trí đủ thu hồi số vốn đã được ứng trước. Trường hợp không đủ bố trí hoặc là bố trí không đủ thu hồi hết số vốn ngân sách đã ứng trước thì cơ quan đơn vị đó sẽ không được ứng tiếp dự toán năm sau. Thấy nguyên tắc đầu tiên thể hiện rất là rõ phần quy định nguyên tắc ứng trước dự toán năm sau. Khi phân bổ dự toán năm sau thì cơ quan có thẩm quyền giao dự toán phải bố trí đủ, đúng không ạ, để mà thu hồi số vốn đã được ứng trước. Còn trường hợp mà không bố trí hoặc là bố trí không đủ để thu hồi hết số ngân sách đã ứng trước thì cơ quan đơn vị đó sẽ không được ứng tiếp dự toán năm sau. Nguyên tắc thứ hai trong ứng trước dự toán năm sau là mức ứng trước dự toán ngân sách năm sau toàn nhớ tối đa là không vượt quá 20% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm thực hiện của các dự án công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhận thấy nguyên tắc thứ hai trong ứng trước dự toán năm sau là mức ứng trước dự toán ngân sách năm sau thì tối đa không vượt quá 20% dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện của các dự án công trình xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đấy là tiêu chí ứng trước, đúng không? Dự toán ngân sách. Trên cơ sở những tiêu chí này, chúng ta thấy là nghị định cũng đưa ra các cái tiêu chí, đúng không? Trên cơ sở nguyên tắc, đúng không? Đưa ra các tiêu chí để ứng trước, vượt ứng trước dự toán năm sau. Thì chúng ta thấy phải đáp ứng rất là cụ thể với từng công trình, các cái dự án, đúng không? Thì cụ thể đối với mà tiêu chí ứng trước dành cho dự toán năm sau, thì đầu tiên chúng ta thấy là nó phải đáp ứng cho các cái dự án quan trọng của quốc gia. Tiêu chí thứ hai là vừa ứng trước là dành cho các dự án công trình xây dựng cơ bản cấp bách của trung ương và địa phương. Thì chúng ta nhớ hai tiêu chí ứng trước rất quan trọng, nó dành cho các dự án quan trọng quốc gia, hai các dự án công trình xây dựng cơ bản cấp bách của trung ương và địa phương. Thứ ba là trên cơ sở nguyên tắc tiêu chí, chúng ta thấy là nghị định cũng đưa ra các điều kiện để được ứng trước dự toán ngân sách năm sau. Thì khi mà ứng trước dự toán ngân sách năm sau thì chúng ta thấy là phải đáp ứng 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải đảm bảo cân đối được quỹ ngân sách của từng cấp. Thứ hai là dự án công trình xây dựng cơ bản phải có đủ điều kiện thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cần đẩy nhanh tiến độ.
Điều kiện thứ ba là không còn số dư ứng trước dự toán ngân sách. Và điều kiện thứ tư là gắn với chủ đầu tư dự án công trình xây dựng cơ bản được ứng trước dự toán năm sau, phải có hồ sơ báo cáo chứng minh về sự cần thiết phải ứng trước dự toán. Chúng ta thấy có 4 điều kiện mà ứng trước dự toán năm sau. Thứ nhất là phải đảm bảo cân đối được quỹ ngân sách của từng cấp. Thứ hai là dự án công trình xây dựng cơ bản có đủ điều kiện thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần đẩy nhanh tiến độ. Bạn đã thấy rất là rõ đúng không? Và điều kiện thứ ba là không còn số dư ứng trước dự toán ngân sách và điều kiện thứ tư gắn với chủ đầu tư dự án công trình xây dựng cơ bản được ứng trước dự toán năm sau, có hồ sơ báo cáo thuyết minh về sự cần thiết phải ứng trước dự toán. Thứ tư là quyết định về thẩm quyền quyết định ứng trước dự toán ngân sách năm sau. Thì chúng ta thấy rồi, trên cơ sở các cái nguyên tắc tiêu chí điều kiện trên thì các cơ quan thẩm quyền sẽ căn cứ vào cho thấy cái theo phân cấp ấy, thì sẽ thực hiện cái việc quyết định ứng trước dự toán năm sau. Cụ thể là theo phân công của chính phủ và trên cơ sở đề nghị của bộ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trung ương, thì Bộ Tài chính, Bộ Kế đầu tư chủ trì trình chính phủ quyết định ứng trước đối với các cái dự án được ứng trước dự toán ngân sách trung ương năm sau, và định kỳ 6 tháng thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp nhất. Chúng ta thấy theo phân công của chính phủ ở trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trung ương, thì Bộ Tài chính, thẩm quyền Bộ Tài chính và đầu tư chủ trì trình chính phủ quyết định ứng trước dự toán ngân sách trung ương năm sau, định kỳ 6 tháng để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp nhất. Thứ hai là gắn với thẩm quyền ủy ban cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ quyết định ứng trước dự toán ngân sách năm sau của cấp mình, và định kỳ 6 tháng thì báo cáo thường trực hội đồng nhân dân, báo cáo hội đồng nhân dân cung cấp tại kỳ họp gần nhất. Nếu thấy với địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ quyết định ứng trước dự toán ngân sách năm sau của cấp mình, định kỳ 6 tháng báo cáo với thường trực hội đồng nhân dân, báo cáo với hội đồng nhân dân cung cấp tại kỳ họp gần nhất. Chúng ta thấy rất rõ trong nội dung câu hỏi số 10 này có 4 ý rất rõ. Một là về nguyên tắc ứng trước dự toán ngân sau, chúng ta thấy là có 2 nguyên tắc về tiêu chí ứng trước dự toán ngân sau, thì chúng ta thấy cũng có 2 tiêu chí về điều kiện ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau, thì chúng ta thấy là có 4 điều kiện. Thế còn về thẩm quyền quyết định ứng trước dự toán ngân sau, chúng ta thấy là chia ra rất rõ, cấp trung ương thì sẽ là Bộ Tài chính, Bộ Kế đầu tư, và địa phương chính là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan đến quyết định ứng trước dự toán ngân sách năm sau. Cảm nhận chúng ta thấy phần cái bài đây, trên đây là những nội dung quy định ta nhớ là về nguyên tắc tiêu chí điều kiện thẩm quyền quyết định ứng trước dự toán năm sau, thì đây là căn cứ pháp lý rất quan trọng để các cơ quan thẩm quyền căn cứ vào các nguyên tắc và các tiêu chí điều kiện và trên thẩm quyền của mình sẽ ra quyết định ứng trước dự toán năm sau đối với các công trình dự án đáp ứng các điều kiện đúng không ạ, tiêu chí và đúng không ạ, đảm bảo cho thấy là việc cân đối ngân sách phù hợp đối với và phục vụ cho các dự án công trình mà đủ điều kiện thực hiện và các dự án cần thiết cấp thiết để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước đúng không ạ, theo đúng quy định hướng dẫn của ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành các em nhé. Vậy là xong trong câu hỏi số 10 trong buổi tối hôm nay. Thầy hướng dẫn cho các em rất chi tiết các câu hỏi từ câu hỏi số 6 đến câu hỏi số 10 trong bộ đề của nghị định 163 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật ngân sách nhà nước năm 10 năm. Nội dung rất cơ bản, những phần lý thuyết, những câu hỏi rất trọng tâm, đồng thời có phần liên hệ thực tế ở trong câu hỏi số 8 để cho các em nắm bắt được liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cụ thể ở tại Hồ Chí Minh theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước các em nhá. Thì rất mong em dành thời gian ôn tập thật kỹ, bám sát các câu hỏi trọng tâm này đúng không ạ, chúng ta học gạch ra các dàn ý theo sơ đồ cây rồi chúng ta đó chúng ta hoàn thiện khi mà chúng ta nghe xong bài giảng của thầy, ta hoàn thiện bài viết đủ 3 phần mở bài, thân bài và kết bài như thầy đã trao đổi, ta làm quen như vậy đúng không, cách thức mọi nội dung kiến thức ta được tiếp thu được làm các video khi thầy dạy xong được up lên lớp chúng ta, em học đi học lại nhiều lần theo đúng các cái giới hạn, các giới liệu, các cái tài liệu ôn tập theo đúng vị trí thi của các em, nó rất thuận tiện bám sát những nội dung trọng tâm nhất các em nhá. Thì cảm ơn các em đã tham dự buổi học tối nay, hẹn gặp lại các em vào buổi học tới, cảm ơn các em rất nhiều, xin chào tất cả các em.